Ngày 4 tháng 6 năm 2018, tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Vietinbank đã tổ chức đợt tuyển dụng tập trung các chi nhánh khu vực miền Bắc tháng 4 năm 2018. Bà Trần Thu Huyền, thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc khối nhân sự Vietinbank đã đến động viên hội đồng phỏng vấn và quán triệt các nội dung quan trọng cho đợt tuyển dụng tập trung này. Năm 2018, với việc triển khai truyền thông rộng rãi chương trình tuyển dụng mang tên Hồi hương lập nghiệp có Vietinbank chờ, các đợt tuyển dụng của Vietinbank đều thu hút được sự tham gia của rất nhiều các ứng viên có thành tích xuất sắc. Đến với vòng phỏng vấn lần này, có 263 ứng viên, trong số đó có rất nhiều ứng viên đã có kinh nghiệm tại vị trí ứng tuyển. Các ứng viên này đều đã được sàng lọc, đánh giá kỹ lưỡng tại vòng phỏng vấn ở chi nhánh. Được biết, tại đợt tuyển dụng này, Vietinbank sẽ chọn ra gần 100 ứng viên xuất sắc nhất cho các vị trí ở các chi nhánh. Thì Vietinbank cũng muốn là thông qua đợt tuyển dụng này lựa chọn được những cái ứng viên tốt nhất để cung cấp cho các chi nhánh cũng như là cho chủ chính, để làm sao đó chúng ta có được một cái lực lượng lao động tốt đáp ứng được cái nhu cầu của Ngân hàng Công thương Việt Nam. Tại đợt tuyển dụng, hội đồng phỏng vấn đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, khách quan và công tâm nhất. Ngoài việc bám sát những điểm mới trong chiến lược tuyển dụng năm 2018 của Vietinbank, hội đồng phỏng vấn cũng đánh giá ứng viên theo các tiêu chí như kinh nghiệm chuyên môn, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, đồng thời sử dụng các câu hỏi phỏng vấn hành vi để đánh giá các ứng viên trong suốt quá trình phỏng vấn. Khi mà em đến phỏng vấn thì cũng hơi lo lắng, nhưng mà các anh chị cũng rất là chu đáo, chỉ dẫn cẩn thận và cũng rất là thoải mái, nhiệt tình. Em rất thích môi trường làm việc tại Vietinbank. Em đã từng đi thực tập tại cả chi nhánh và trụ sở chính của Vietin. Thì em thấy môi trường của Vietin rất là năng động, thân thiện và chuyên nghiệp. Vậy em rất mong muốn được trở thành nhân viên của Vietinbank. Sau một ngày làm việc căng thẳng, đợt tuyển dụng tập trung năm 2018 của Vietinbank đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đợt tuyển dụng đã để lại những ấn tượng đẹp với các ứng viên về hình ảnh thân thiện, chuyên nghiệp đến từ Vietinbank. Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống.